từ thành hàng từ hồi từ hello cả nhà, có từ nghe Phước nói rõ không ạ? Cả nhà từ khoan hồi với Phước với ạ. Dạ nghe thầy ơi, nghe thầy à. Thầy ở đó. Dạ. Thầy. Em Hello. chào thầy. Xin rất là trân trọng biết ơn tất cả các anh đã dành lớp thầy gần gần phút. Trân trọng hơn thầy ạ. Dạ chân thầy. Hiệu Phước là Trần Hữu Phước, hiện tại Phước đang công tác tại Tâm Y Dung và cũng đồng hành với thầy Toàn cùng với Quyết cũng được một khoảng thời gian. Thì hôm nay biết ơn thầy Sơn, biết ơn thầy Bình, thầy Phương đã cho phép cái Phước cái cơ hội đến đây để chia sẻ với tất cả các anh chị về thầy gương đạo cốt. Thì công việc chính của Phước hiện tại đó là đang trong công tác tại phòng sức khỏe của Tâm Y Dung. Thì trong quá trình học tập và hỗ trợ cùng nhau á, đồng hành cùng với nhau, các anh chị có câu hỏi, có thắc mắc gì về khí, về sức khỏe thì các anh chị có thể hỏi. Nếu mà Phước biết được thì Phước trả lời, còn không thì Phước sẽ hỏi các chuyên gia, các cao nhân có câu trả lời cho tất cả các anh chị. Dạ, rồi bây giờ mình bắt đầu hồi sinh cơ thể nha các anh chị. Trân trọng biết ơn thầy ạ. Dạ. Thầy ơi, tiếng hơi nhỏ thầy ạ. Dạ, hơi nhỏ hay sao chị? Cảm ơn ạ. Nhỏ hả? Các anh chị khác có nghe rõ không ạ? Em Dạ, thì chị rõ nghe. hơn thầy. Dạ, Em rõ ạ. vậy là chắc cho chị coi lại Recording in progress. cái loài của chị ha. Rồi mình bắt đầu 12 động tác, cái 12 động tác của hồi xuân cơ thể nha các nhà. Rồi, mình bắt đầu. Mình vuốt từ mi tóc ra gáy ha. Thế không nhịp bên bướm không ấy ạ? Nhịp Ủa, hồi nãy em thấy có nhịp này nhịp trước rồi đó. Tại vì bữa nay thầy Phương nói với Phước hỗ trợ là 12, 11 động tác cùng với lại 12 động tác thay gân đổi cốt từ 1 tới 2 lần á. Phước, dạ. những cái đó Phước nếu mà được thì các anh chị tự hỗ trợ thêm với Phước nghe. Dạ. Để mình dành thời gian cho những cái phần đó hay cả nhà. Còn không thì cho mình làm thay động tác hồi xuân cơ thể, mình vẫn có thể diệt cánh bướm được á. Dạ. Dạ rồi. Sáu, bảy, tám, chín, 11, 12, 13, 14, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Rồi, mình vuốt từ cằm lên tới mi tóc, vuốt dọn qua mặt ha. Và một cái. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Rồi, mình vuốt tới mũi, thành mũi nha cả nhà. Một, hai. Mình đặt ý cho cái mũi mình nó thon gọn lại. Vuốt mũi á, vừa là động tác bơm máu mũi mà nó còn là động tác trong hệ thống động tác
trẻ hóa làn da cả nhà. Trong điêu khắc định hình gương mặt á, có một cái động tác đó là làm cho mũi mình nó thon gọn lại, nó phù hợp với khuôn mặt của mình. Ai mà cảm thấy mũi mình to, cánh mũi dày, hai bên cánh mũi á, nó nhô lên cao, mình vuốt hàng ngày có thể làm cho nó gọn lại cả nhà. Thầy ơi, ngoài Hà Nội đang lạnh thì sao mãi tay không nóng thì có làm được không hả thầy? Không sao hết chị có thể bôi thêm miếng dầu hoặc là mình đặt ý á, mình xoa từ cái cạnh ngoài tay nè, xoa vô trong, xoa từ cạnh ngoài tay xoa vô trong, thì cái cạnh ngoài tay này cái ma sát nó tốt hơn, nó sẽ nhanh Ý em nóng. hỏi là tay tay không nóng thì mình vẫn cứ hiện cơ động và thực hiện cơ động khác bình thường như thế. Dạ đúng rồi, tại vì cái mặt của mình nó chắc chắn nó sẽ lạnh hơn cái tay, đúng không? Biết ơn thầy ạ. Dạ rồi, Ừ, chào thầy. mình đặt ý mình Rồi. xoa từ cạnh tay này vô lòng bàn tay nó sẽ nóng hơn bình thường, chứ mình đừng có xoa gì không mà mình xoa nè, từ cạnh tay nè, xoa từ từ vô thì nó sẽ nóng hơn. Tôi xin phép tắt mic của hay là cả nhà tự quản lý mic chứ Phước nha. Rồi, mình ứng lỗ tai ha cả nhà. 2, 3, 4, 5, 6. Rồi, mình tới vuốt lỗ tai ra phía sau. Rồi, mình tới xoay mắt. Xoay mắt đó mình xoay từ trong ra ngoài, từ dưới lên trên trước. Thì trong lúc mình vuốt từ dưới lên trên đó, mình đặt ý cho cái bọng mí mắt của mình đó, nó được thư giãn, nó được mềm ra, và mình vuốt nhẹ thôi để hạn chế làm giãn da dùng mí mắt nha cả nhà. Da dùng mắt của mình rất là mỏng nên mình nhẹ tay thôi. Rồi mình xoay ngược lại, mình miết dọc trên chân mày qua tới thái dương để massage dùng cơ của mắt, mạch máu của mắt. Mình xoa nóng, chịu nóng luôn á. Cả nhà có thấy hình Phước trên màn hình của mọi người không? Có người Có. không thấy màn hình này. Chị giúp giùm em bấm lại cái trang đầu tiên đó chị. Ai mà không thấy được hình Phước á, bấm lại cái trang đầu tiên Phước trên cái màn hình của mình đó. Nhiều khi mình xài điện thoại hoặc mình xài laptop mình không thấy. Rồi, mình bắt đầu động tác cố gắng thấu hiểu cái nhà.
Rồi chia ra ba ngậm nước xuống. Châu cũng mắc đi nữa kìa. Rồi mình bắt đầu mình làm nóng vùng cổ. Rồi, mình dỗ động kinh tâm bao kinh cái nhỉ, dỗ thông kinh lạc cái nhỉ. Dỗ thông kinh lạc đi cả nhà. Chị nào ở ngoài miền Bắc hồi nãy nói á, mình dỗ cái đường phía ngoài này là đại trường kinh nè, từ từ cái đại tràng của mình nó ấm lên, nó sẽ làm chủ nhiệt độ cơ thể của mình, làm ấm cơ thể của mình lên. Còn ai đang bị các vấn đề về thừa cân á, muốn kiểm soát cân nặng á, thì mình cứ dỗ đường đỉnh kinh dọc hai bên đùi này nè. Mình thấy mà nếu mà mở hai bên đùi này tập trung nhiều dày lên á, thì mình dỗ thường xuyên mình sẽ thấy cái đùi mình nó thon ra lại, hông mình nó cũng nhỏ lại. Rồi, mình dỗ mặt trong của đùi.
Rồi, mình đổ trên hai cái mu bàn chân. Bữa giờ cả nhà mình có ai chạy bộ đồ chưa? Có ai mà ứng dụng những cái thay gân đổi cốt 11 động tác này vô chạy bộ chưa cả nhà? Chưa thầy ơi. Trong lúc chạy bộ á, lát nữa có động tác một trong 11 động tác đầu tiên đi lùi á, thì Phước xin phép để sau những cái bài kia, để khi mà mình tập xong nói động tác kia mình đi lùi á, nó sẽ thư giãn toàn cơ thể của mình. Thì cái lợi ích của động tác đi lùi đó đó là giảm căng thẳng trên đùi, trên bắp chân, để giãn cơ sau khi căng cơ, sau khi mà mình vận động ha. Rồi mình chà sát ngón tay cả nha. Chà sát ngón tay đi, mình bắt đầu tập luyện cái này. Rồi, mình bắt đầu nhóm gót ha. Mình bắt đầu nhóm gót. Cả nhà chắc được thầy Phương nói về lợi ích của nhóm gót rồi đúng không cả nhà? Thầy Phương có nói với mình về lợi ích của nhóm gót chưa? Rồi, Phước mời cả nhà Rồi mình. thầy ạ, thầy Phương có giảng gì ạ? Dạ, Phước mời cả nhà mình đứng lên. Bắt đầu vô động tác nhóm gót. Khi mà nhóm gót á, nếu mà cả nhà đặt ý được có một cái cục gạch, một cái gì đó nó nằm giữa cái bắp đùi mình nè. Xong sau đó mình xí cái cục gạch đó lại, giữ cái cục gạch đó lại, bắt đầu mình nhón gót đồng bộ của hai chân, thì cái đường sẽ cao lên rất nhiều. Ơi tiếng nói nhỏ quá không nghe thấy mấy, Không nghe luôn hả chị? nghe không rõ thầy ạ. Mọi khi em thấy nghe rõ nhưng hôm nay không rõ. Tại vì ở dưới đây là ở dưới doanh chủ, còn mọi khi là ở trên Tâm Y Dung. Thầy Phương hướng dẫn lớp ở Tâm Y Dung. Để cứ coi lại. Speaker là mở hết code rồi đó. Vẫn nghe rõ hả chị? Nghe nhỏ hả chị? Chị Hương ơi. Dạ nghe rõ. Em vẫn Dạ. nghe rõ mà thầy. Vẫn nghe Dạ. rõ. Dạ. Thầy. Mình bắt đầu nhóm gót ha. Thì khi mà cả nhà bắt đầu vô tư thế của nhóm gót á, cả nhà giúp Phước nè, mình đo từ cái gót chân ngay chỗ của ngón chân cái qua một bàn chân, mình điều chỉnh cho hai chân bằng nhau, đó là khoảng cách của cái xương chậu của mình. Thì khi đứng như vậy nè, nó sẽ vững hơn hai cả nhà. Nè, làm lại nè, mình đo nè, ngay cái ngón gót ngón chân cái nè, ngay góc ngón chân cái nè, cái chỗ mà mình nhón gót lên á, mình đặt xuống, mình đặt cái chân gót chân ra ngay chỗ đó mình đo, rồi mình bấm ngón chân cái xuống nè, xoay. Rồi đây là cái vị trí của cái xương chậu của mình. Bình thường bây giờ mình đứng vô cái vị trí này thì mình sẽ thấy cái chân của mình đứng nó vững vàng hơn. Ok chưa? Đây là cái vị trí mà đứng sinh lý của mình. Mình duy trì cái vị trí đứng này, đặt trọng tâm lên gót chân và hai cái xương lớn ở dưới chân, đó là gót chân và ngón chân cái, thì mình sẽ duy trì được chức năng sinh lý của đầu gối, của đùi, của lưng. Rồi bây giờ cả nhà bắt đầu thả lỏng đùi. Rồi bắt đầu nhóm gót ha. Phước sẽ bấm 1 phút thôi cả nhà. Rồi bắt đầu. Ai mà tập quen rồi có thể kẹp một viên gạch yoga giữa hai chân nhất cùng với viên gạch yoga đó, thì cái lực mà nhón gót nó sẽ mạnh hơn.
Mình tập đi cả nhà. Rồi dừng. Thêm hiện nữa nha cả nhà. Rồi, bắt đầu. Dạ ở dưới đây là đang ở dưới dân chủ. Cảnh ở dưới đây rất là đẹp. Rồi mình dừng. Mình bắt đầu đi lùi ha. Cả nhà giúp Diệm Phước khi mà đi lùi á, hai chân mình sát vô nhau nè. Mình đi lùi, mình nhón gót chân lên, mình đi lùi trên gót chân. À. Dân chủ ở dưới Đồng Nai cái gì? Rồi. Các anh chị thấy cái bắp đùi bắp chuối mình nó có giãn ra không? Nhẹ hơn lúc mà nhún gót chân không? Đó. Đây là một cái động tác giảm căng cơ. Khi mà mình chạy bộ, khi mà mình vận động á, làm xong, tập xong á, mình tập đi lùi. Nó sẽ hỗ trợ cho mình nó giãn cơ ra. Dây chằng, cương cơ, đùi của mình nó được thư giãn. Đặc biệt là xung quanh vùng khớp gối. Rồi, bây giờ mình vỗ tay, vỗ tay gập lưng. Một lần đi lùi nữa mình sẽ để cho một cái động tác sau đó, để khi mà nó căng cơ á, mình đưa động tác này vô để nó làm giãn căng cơ của mình. Rồi, bắt đầu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi thì dừng. Thêm một lượt nữa cho nha. Bắt đầu. Thôi. Rồi, mình bắt đầu qua lá không giữ chục. Bắt đầu. Rồi, lần nữa. Động tác này á, cái hông, cái vai mình sẽ lắp xung quanh cái cột sống của mình, cái chân của mình chỉ nhịp theo thôi. Ai bị kêu cái gì mỗi lần lát á, mình mở mic mình nói chuyện giúp em cái được không, nói chuyện giúp Phước cái. Ai bị cái gì kêu mỗi lần lát á? Có không? Dạ. Em bị đau, em bị đau từ ở cái chỗ ngang cái bánh ú lên trên cổ á, Bánh bánh ú xương là sống. sao? Dạ Bánh vâng, ú đúng, là ở dưới người dạ vâng. ta kêu đó là cổ bò. Coi dừng cái nha. Bị đau từ đó lên cổ mà. Mình có bị đau bao lâu rồi vậy? Ai nói cứ nói nha, còn ai xong lăn lưng nha. Bị đau bao lâu rồi chị? Giống như kiểu là lớn tuổi nó đau. Nếu vậy thì có thể là bị thoát vị đĩa đệm mà đó, nó thành bọt bánh ú là có thể thoái hóa thoát vị đĩa đệm á. Mình đi chụp Dạ phim, vâng ạ. Dạ vâng. phim đi coi cụ thể nó là gì. Chị đang ở đâu? Em đang ở Đồng Nai ạ, thầy ơi. Đồng Nai quýt mình nhiều lắm. Chị đi chụp Dạ. phim cho em hướng dẫn cho thì chỗ để hỗ trợ. Quýt mình đang lai nhiều lắm. Dạ.
cũng vì các bạn nhiều, các bạn miệng giới thiệu vào chương trình ạ. Dạ chị có thể tập thời gian cho mồ hôi ấy. Trước đây có thể có quen cho ai muốn mặn nhiều luôn ở máy lạnh nhiều nó cũng ảnh hưởng tới xương khớp, thì bây giờ mình có thể là tập luyện thời gian cho mồ hôi của mình đó, nó rửa muối ra mới được đó, thì mình ghé tâm dung để điều chỉnh lại đốt sống chút xíu là hết rồi. Dừng điều chỉnh lại đốt sống chút xíu, nó đã thành cái bánh ú rồi là có khả năng nó bị thoái hóa rồi đó. Ơi, Dạ em xin chia sẻ hôm trước mà em lắc hông giữ trục ấy, em bị đau ở cái thắt mà dưới cái xương ngực ngực ấy thầy. Em 3 hôm đầu là em đau lắm. này Em tập lúc cái chỗ mà dây áo ngực hả chị? ở bên dưới cái xương sườn dưới cùng ấy, xương Dưới ở cái chỗ dưới thầy đây thầy vâng, nhưng mà đến ngày hôm nay thì em cảm giác là nó thông, nó không bị đau nữa. Hôm trước mà lúc nào em mà cứ giơ tay cao lên nó kéo, cảm giác cái chỗ đấy nó căng hay nó rút nó đau, bây giờ đến giờ thì nó thông thì nó hết rồi. nó bị căng cơ từ cột sống ấy. Vâng. Cảm ơn chị đã chia sẻ rồi, mình thêm đợt nữa nha cả nhà. Rồi Phước xin phép tắt mic. Giờ bây giờ mình xoay người ha cả nhà, ai tập cái động tác mà lắc hông giữ trục mà đầu gối đau thì coi lại cái bước đứng của mình á, cái chân của mình á nó có bị vặn quá không, vặn quá nhiều khi nó cũng sẽ kêu kêu lắc rắc do đầu gối bị vặn á, cơ ở đây là mình nó lỏng quá. Rồi bắt đầu mình xoay người, vừa rồi bắt đầu
Khi mà mình lắc, mình xoay người như vậy nè, mình kéo cái hông mình về phía trước, mình đẩy cái hông, cái xương chậu của mình về phía trước, rồi từ đó cái cơ thể của mình nó được kéo theo sau. Khi mà mình chạy bộ cũng vậy, khi mà mình bơi cũng vậy, mình đẩy cái hông của mình về phía trước. Rồi, được. Mình bắt đầu squat 1 phút nha cả nhà. Cả nhà mình có ai người thân học mentor không? Chắc biết là ở dưới danh chủ mới squat được 11.000 cái nha. Rồi, bắt đầu. Mình dựng ngón chân của mình lên vuông góc với mặt sàn, đừng có đẩy về phía trước. Bây giờ chưa có tổn hại đầu gối, nhưng về lâu về dài sẽ ảnh hưởng tới đầu gối. Nếu mà chân mình dài quá, mình hoàn toàn có thể đứng rộng ra chút nữa, ống chân vuông góc với mặt sàn. Đúng rồi, rồi yeah. Ở dưới danh chủ ngày 11 tháng 11 vừa rồi thì danh chủ đã hút squat 11.000 cái. Để chào mừng ngày 11 tháng 11. Rồi, mình bắt đầu luôn nè. Rồi, rồi mình qua hết đất nha cả nhà. Rồi mình bắt đầu hết đất.
3 tháng rồi à? Đó. Còn cái hộp non nhỏ nhỏ nha. Rồi dừng. 5.400 cái khi nào chị? Chị nào muốn giữ hình 5.400 cái nè. Mình gõ khái niệm với mình nâng từng số rung động nội tâm mình lên là được chứ. Tập quyền này mồ hôi nó chảy luôn thầy ơi. Còn 12 động tác hay gân đổ cốt nữa. Rồi, bắt đầu tiếp. Rồi, dừng. Sáu ngàn bốn trăm cái. À, là chị làm được 6.400 cái rồi ha. Ngon. Bây giờ mình đá chân sải 1 phút nha cả nhà. Nếu mà ai muốn bụng đẹp eo thon á, thì mình làm nhanh. Rồi, bắt đầu. Giờ rồi tiếp tục.
Dừng. Đi ô đi cả nhà. Rồi mình vô plan nha. Cứ bấm giờ 2 phút. Ai plan được 2 phút thì plan luôn. Còn ai không được thì mình dừng lại. Rồi mình tiếp tục. Rồi. Bắt đầu. Làm đi. Chị Nguyễn Vân mà nằm nghiêng ngang được thì nó quay ngang lại đi chị. Lăng mình hạ thấp mông xuống một chút. Sao cho thân người của mình đó, song song với mặt sàn. Chị thơm lê là mặt là cái đó đó song song dữ luôn rồi đó. Thân hình xương người khớp song với mặt sàn dữ luôn rồi đó. Rồi, dừng. Mình tập 12 động tác thay gân đổi cốt một hiệp nha. Xong rồi cái mình nghỉ ngơi chút xíu rồi mình tắm thay đồ đi làm. Ai đi làm thì đi làm. Ai đi học thì đi học. Rồi, mình bắt đầu 12 động tác thay gân đổi cốt. Thay gân đổi cốt. Động tác số 1, hỗn nguyên cái khí công. Bắt đầu. 1. Thôi. Động tác số 2. Bắt đầu. Thôi. Khi mà Phước Hồ thôi thôi cả nhà đưa khí về đang điện về cái nồi nước cũng nồi hơi của mình nè, xả động tác ra xong sau đó thở hết hơi ra luôn để cho cái bụng của mình nó đừng có bị tích khí lại. 3.
Thôi. Bốn. Thôi. Chúng ta số 5. Bắt đầu. Bốn. Động tác số 6. Động tác số 7. Thôi. Động tác số 8. Thôi. Động tác số 9. Thôi. Động tác số 10. Thôi. Động tác số 11. Thôi. Động tác số 12. Oh. Rồi, bây giờ mình nghỉ ngơi chút xíu thì tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người cái tư thế nằm đúng cách để cho cái khi mình ngủ á, thì cơ thể của mình nó cũng thuận duyên, nó được giãn cơ, giãn gân, giãn khớp luôn ha. Rồi. Bây giờ mọi người nằm xuống ha. Rồi. Đầu tiên á, mọi người sẽ chống chân lên giống như vậy.
mình sẽ dùng hai tay nè, mình đứng nấm mông lên rồi ha, mình sẽ đặt nhẹ nhẹ từng một đốt sống thắt lưng, đốt sống ngực, đốt sống thắt lưng xuống sàn và đặt mông xuống sàn. Rồi từ lúc này là mông của mình chính thức là dính xuống sàn, lưng các đốt sống của mình được thư giãn và nằm trên mặt sàn ha. Rồi bắt đầu mình mới giơ hai chân ra nè. À, mình bẻ hai gót chân ra ngoài, ngón cái hướng vào trong, nhẹ nhàng đặt thả lỏng xuống. Rồi, nghiêng ra. Có phải là ngay lúc này mông mình vẫn dính xuống sàn và thắt lưng của mình hơi chạm nhẹ xuống sàn đúng không cả nhà? Rồi bây giờ mọi người thở mạnh ra. Nếu như mà thở mạnh ra lưng chạm xuống sàn là ok. Nếu mà chưa thì mình sẽ có động tác này nữa. Đó là mình sẽ nâng từng đốt sống cổ của mình lên nè. Mình kéo hai cái vai mình lên nè. Sao cho chân của mình, mông của mình nó được cố định ở dưới. Mình kéo vai mình lên, kéo lưng mình lên. Đặt nhẹ nhàng từng đốt sống cổ xuống. Rồi. Hai tay của mình dang ra hai bên. Hai bả vai đẩy ra sau. Chạm hai bả vai xuống sàn. Hai lòng bàn tay úp xuống sàn. Rồi thư giãn. Có ai chưa làm được chỗ này không? Thì sao cái chỗ cái thắt lưng của em nó cũng còn hơi hỏng lên đó, nó bị không có dán xá xuống sàn á thầy. Có thể là thời gian vận động hoạt động của chị á, cái lưng của chị nó bị võng. Bây giờ nếu mà nó dán được hơn phần nào thì tốt phần đó, nỗ lực dán xuống, mình có thể điều chỉnh mông với điều chỉnh vai của mình đó cho cái lưng đó nó được kéo giãn ra, nó đặt xuống sàn. Em làm thử vậy nhưng mà làm như cái cơ thể em nó hơi bị gượng á. Đúng rồi, ban đầu nó gượng, từ từ cái nó được kéo giãn lúc ngủ á, nó sẽ À. ra từ từ. Dạ, dạ em cảm ơn thầy. Dạ.
Rồi, cái nhà mình quay lại chào nhau một cái là kết thúc ha. Cảm ơn cả nhà. Biết ơn thầy nhiều ạ. À, biết ơn cả nhà. Biết ơn thầy nhiều. Giọng Làm biết cái ơn vẽ ngủ quá. tư thế này ngủ thoải mái không cả nhà? Dạ Dạ, khỏe thầy. thoải mái lắm đấy ạ. Được thì mình thay đổi thói quen ngủ ở nhà của mình á. Dạ, trân trọng biết ơn thầy. Thầy hướng dẫn lại giúp em cái tư thế ngủ với. Em vừa Biết coi. ơn thầy ạ. Chào thầy, chào cả lớp ạ. Thầy, chào cả lớp ạ. Ai ai hướng dẫn lại, ai muốn hướng dẫn lại Dạ em. em nào, Đây ạ. rồi chị nằm ngang ra đi. Chị nằm ngang ra chưa? Năm cũng bị hỏng với lưng thầy ơi. Dạ, ban đầu mình hơi bỏng chút xíu. Dạ. Chuyện đâu mất tiêu rồi. Alo, chị đâu rồi? Chào thầy. Chị nhờ em hướng dẫn lại cách nằm đâu mất tiêu rồi. Thầy hướng dẫn lại cho em đi thầy Thanh Vân đó thầy. Anh Vân hả? Dạ. Rồi. Giờ nằm ngay ra đi chị. Dạ. Ai chưa biết nằm hướng dẫn lại ha. Rồi, Dạ. chắp chân lên, dựng hai chân lên mặt, bàn chân vuông góc giúp mặt sàn, ok. Hai tay nâng mông. Hai tay mình nâng mông lên. Rồi, nâng cái mông lên khỏi mặt sàn. Rồi, mình nhẹ nhàng đặt từng đốt sống xuống nền nhà. Sao cho một tất cả các đốt sống thắt lưng nằm hết trên sàn nhà. Ok chưa? Rồi. Sau đó mình duỗi hai chân lên như tư thế đá chân sải, duỗi hai chân ra, nâng cao hai chân lên. Đá hai gót chân ra, mở hai gót chân ra. Hai ngón cái hướng vào nhau, nhẹ nhàng đặt chân xuống. Nhẹ nhàng đặt chân xuống. Ok chưa? Rồi, mình mới bắt đầu nè. Mình lấy hai tay nâng cái cổ mình dậy. Hai tay nâng cổ, rồi nhẹ nhàng đặt từng đốt sống ngực, từng đốt sống cổ xuống sàn nhà. Làm sao cho tất cả các đốt sống được nằm trên sàn nhà. Rồi chưa? Rồi mình mới bắt đầu dang hai tay ra, đẩy hai bả vai ra phía sau. Dang hai bả vai xuống sàn nhà. Rồi hai lòng bàn tay ấp xuống sàn nhà theo tư thế thoải mái nhất. Rồi, xong. Ban đầu lưng hơi bỏng á, thì mình tập ngày qua ngày qua ngày qua ngày thì sẽ bắt đầu cái lưng của mình nó sẽ giãn ra từ từ. Biết ơn là ai. Dạ, còn chị nào hồi nãy cũng nhờ em coi em hướng dẫn á, không biết có nghe không ha. Thầy ơi giảm nó vậy có cao lên được không thầy? Giãn thì nó giãn người ra, nếu mà còn chiều cao do bị thun đốt sống nó bị chùng xuống thì sẽ cao lên lại. Dạ em có nghe thầy, em cải thiện được chút xíu rồi Dạ, dạ. mình Ra đi chứ cần. thói quen ngủ này á, về nhà mình thay đổi cái mặt phẳng mình nằm á, thì mình nằm mình thay đổi cái thói quen này từ từ cái đốt sống của mình nó sẽ giãn ra, giãn ra, giãn ra. Dạ em cảm ơn thầy. Ok ha cả nhà. Dạ Dạ biết thầy. dạ em chào thầy. Dạ chào thầy. Alo, chào cả nhà. Bye bye cả nhà. Dạ Em bye chào thầy. bye thầy. Cảm ơn thầy, Biết biết ơn ơn thầy. thầy, bye bye thầy. Biết ơn thầy, Dạ bye bye yeah. thầy. Hẹn thầy vào buổi Dạ chiều bye thầy. bye. Thầy một buổi chiều tràn đầy năng lượng. Dạ cảm ơn chị lắm lắm. Dạ bye bye cả nhà. Rồi bye bye ở Dạ nhà, chung cả bye nhà tràn đầy năng lượng.